chúng ta sẽ bước vào phần thi thử thách tập luyện của chị đẹp đập giò dễ sóng 2023. Ở trong mỗi một nhóm, chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra hai thành viên và hoán đổi vị trí biểu diễn. Hai đội với xếp hạng thấp nhất sẽ gặp phải một bất lợi. Cái gì đó? Nói chung là Phương rất là thích khi mà tập luyện và thử thách. Chương trình sẽ gửi cho các chị một cái mật thư và xin mời các chị nhận. Trải nghiệm của chương trình à? Cái này là thử thách đúng không? Thư có tiền không ạ? Cát xê trong đó đó. Trinh ơi, lần sau để chị lấy cho nha. Dạ xin chào đón 24 chị đẹp đã có mặt tại nhà chung của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái buổi lễ hóa trang rất là đặc biệt luôn. Và sau đây chúng ta xin được phép chào đón. Chú đẹp dai quá. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thứ bảy hàng tuần 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube.